Tôi tin là bạn sẽ thua. Vâng. Vâng, thua, vâng. Vâng, thế bạn thua rồi, tôi không ủng hộ. Không. À, bây giờ sẽ là một vài phép toán tính. Bạn sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, tôi tin là bạn sẽ thua. Và tôi tin là bạn sẽ đổ phép tính dễ. 1 cộng 3 bằng bao nhiêu? 1 cộng 3 bằng 1. 4 cộng 2 bằng bao nhiêu? 4 cộng 2 bằng 6. 6 tỷ cộng 2 tỷ bằng bao nhiêu? 6 tỷ cộng 2 tỷ. 6 tỷ cộng 2 tỷ. Nhiều đấy. Không nhiều đâu. Bằng bao nhiêu? Bằng 8 tỷ. Sao bạn lại biết? Tại vì tôi lấy 6 cộng 2 bằng 8. Với là tỷ cộng tỷ bằng tỷ. À, được, được rồi. Vậy tôi hỏi này. 1 triệu cộng 9 triệu. 1 triệu cộng 9 triệu bằng 10 triệu. Vì sao bạn lại biết? Tại vì 1 cộng 9 bằng 10. Và triệu nó cộng triệu cũng bằng triệu. Câu này khó. 1 tỷ cộng 2 triệu bằng bao nhiêu? 1 tỷ mà cộng 2 triệu bằng 3.990. Tại sao lại thế? Tại vì 3 triệu cộng 3 tỷ đúng không? Không, 1 triệu. À, 1 tỷ cộng 3 triệu. 1 tỷ cộng 3 triệu. À, 1 tỷ cộng 2 triệu. Tức là bằng... Tại vì tỷ cộng 1 triệu bằng 3... Bằng 999 đúng không? Ừ, được rồi, cứ coi là thế đi. Rồi. Còn 1 cộng 2 bằng 3. Đúng rồi. Thế đáp án là... 399. Tạm thời là đúng đi. Tạm thời là đúng đi.